khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2050 ngày 12 tháng 11 năm 2014 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nằm trên địa bàn hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ của tỉnh Sơn La. Khu du lịch Mộc Châu còn những điểm hạn chế như hạ tầng du lịch, về nhân lực, về quảng cáo, nhưng có những điểm mạnh như quốc lộ 6 đã mở rộng, nâng cấp gần Hà Nội, cửa ngõ của Tây Bắc dễ dàng liên kết tuyến, khí hậu lý tưởng, đa dạng và độc đáo của văn hóa các dân tộc thiểu số, hình ảnh điểm đến đã hình thành và nổi tiếng, sản vật phong phú và sản phẩm nổi bật đó là nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa. Tài nguyên khu du lịch quốc gia Mộc Châu gồm có khí hậu mát mẻ, rừng đặc dụng, hang động, thác nước, cánh đồng hoa, đồi chè, đồng cỏ, vườn trái cây, bản làng văn hóa lễ hội. Và sản phẩm du lịch Mộc Châu gồm có nghỉ dưỡng, tham quan nghiên cứu, du lịch trải nghiệm, thể thao, leo núi, điền dã, đi xe đạp, lễ hội, hội thảo, hội nghị, mua sắm. Mục tiêu phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2020 đón và phục vụ 1,2 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 10.000, tạo việc làm cho 10.000 người, trong đó trên 3.000 lao động trực tiếp. Đến năm 2030 đón và phục vụ 3 triệu lượt, khách quốc tế đạt khoảng 50.000 lượt, tạo việc làm cho 30.000 người, trong đó 10.000 lao động trực tiếp. Quy hoạch khu du lịch quốc gia Mộc Châu gồm có khu trung tâm, các khu du lịch cộng đồng, khu rừng đặc dụng và các điểm vệ tinh. Các trung tâm phát triển du lịch gồm có khu trung tâm du lịch, khu vui chơi giải trí cao cấp Thảo Nguyên, khu nghỉ dưỡng cao cấp Vân Hồ. Khu trung tâm du lịch Mộc Châu đã được quy hoạch chi tiết phân khu gồm các khu chức năng. Khu đón tiếp cổng vào diện tích 8,86 ha là trung tâm đón tiếp khách du lịch với các hạng mục phục vụ ẩm thực, phố mua sắm đặc sắc, bãi đỗ xe, kho giữ xe, quảng trường cổng vào. Khu công viên Hồ Trung Tâm quy mô diện tích 36,28 ha là khu vui chơi trên nước, biểu diễn nghệ thuật trên nước, vui chơi thưởng ngoạn, trò chơi thể thao với các hạng mục chủ yếu như đường xe đạp ven hồ, du thuyền, thiết bị vui chơi, sân khấu biểu diễn trên nước, phố ẩm thực trên mặt nước, bãi cát nhân tạo, các khu vui chơi thiếu nhi. Khu lưu trú du lịch diện tích 45,76 ha là khu lưu trú du lịch bao gồm biệt thự trong rừng và biệt thự đồng cỏ với các loại hình biệt thự lưu trú theo hình thức gia đình, nghỉ ngơi, đường đi bộ. Khu nghỉ mát công viên Nông Trang quy mô diện tích 14,36 ha là khu cảnh quan nông trang, khu tĩnh dưỡng tinh thần, gần gũi với thiên nhiên, điều hòa độ ẩm không khí, làm sạch nguồn nước với các hạng mục chủ yếu như ngắm cảnh đồng ruộng, câu cá, tản bộ giữa đồng, tĩnh dưỡng tinh thần. Khu cảnh quan vườn trà sinh thái quy mô 191,23 ha là không gian cảnh quan sinh thái lấy chủ đề là cảnh quan đồi chè, ngắm cảnh thưởng thức chè, thể nghiệm nét đẹp của phong cảnh tự nhiên và nhân tạo với các hạng mục chính như điểm ngắm cảnh trên đỉnh núi, đường bộ hành du lãm vườn chè, đường ngắm cảnh dành cho xe điện. Khu du lịch đồng cỏ diện tích 23,11 ha là khu vui chơi khai thác đặc trưng đồng cỏ với các trò vui chơi trên cỏ bao gồm ngắm cảnh, trượt cỏ, chăn thả gia súc, cưỡi ngựa.
khu trung tâm ẩm thực, khu vui chơi giải trí. Khu nghỉ dưỡng cao cấp 600 HA. Khu trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp Mộc Châu nằm trên địa bàn các xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ và xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu. Đây là khu chức năng tập trung phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp như nghỉ dưỡng núi, điều dưỡng chữa bệnh. Khu nghỉ dưỡng núi là khu nghỉ dưỡng được xây dựng trên núi cao để tận dụng điều kiện khí hậu tốt của Mộc Châu, Vân Hồ, phục vụ nghỉ dưỡng của du khách, gồm các hạng mục như khu nhà nghỉ dưỡng trên núi, khu biệt thự trên núi, hệ thống các công trình dịch vụ. Khu trần trị và điều dưỡng được sử dụng các loại thảo mộc quý hiếm, dự kiến bao gồm các hạng mục như trung tâm trần trị, trung tâm chế biến sưu tầm thảo dược, trung tâm nghiên cứu ứng dụng, hệ thống công trình dịch vụ, nhà điều dưỡng, vườn sưu tầm thuốc quý. Khu công viên Vân Hồ là khu công viên văn hóa du lịch được xây dựng ở khu vực Hồ Bó Nhàng, vừa là khu chức năng của khu du lịch quốc gia Mộc Châu, vừa là công viên của thị trấn Vân Hồ. Dự kiến gồm các hạng mục chính như công viên cảnh quan, hệ thống công trình dịch vụ,